chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình nóng hôm nay của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng trà thanh nhiệt Dr. Thanh. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Cựu công an điều hành đường dây buôn lậu bị đề nghị 14 đến 16 năm tù. Thành phố Hồ Chí Minh cởi trói cho các dự án đầu tư công của quận huyện. Ngày 26 tháng 5, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ án buôn lậu do Hoàng Duy Tiến, cựu cán bộ đội chống buôn lậu PC03 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cùng 25 đồng phạm thực hiện. Phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận. Từ tháng 9 năm 2019 đến ngày 24 tháng 5 năm 2021, Tiến lập 47 công ty, thuê 15 cá nhân đứng tên, trực tiếp sử dụng pháp nhân của 45 trên 47 công ty để mở 1.153 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu 1.287 container hàng với tổng trị giá 217,6 tỷ đồng. Hoàng Duy Tiến bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 14 đến 16 năm tù về tội buôn lậu. Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt Wang Li Hian 66 tuổi, Kim Chang Duc 72 tuổi và Heo Son Hyun 48 tuổi cùng quốc tịch Hàn Quốc lưu trú tại phường Bến Thành, quận 1. Trước đó, ngày 21 tháng 5, bà NTTN 53 tuổi ngụ quận 7 trình báo về việc kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp 200 triệu đồng, 30.000 đô, nhẫn kim cương, đồng hồ, vàng với tổng giá trị tài sản hơn 2 tỷ đồng. Phòng PC02 phối hợp với các đơn vị gồm Phòng Quản lý xuất nhập cảnh PA08, Công an quận 1, Công an quận 7 áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện nghi vấn nhóm trộm cắp tài sản là 3 người Hàn Quốc nên đưa về đấu tranh làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Văn Giỏi, 69 tuổi, ngụ quận 12 về tội hành hạ người khác vào ngày 25 tháng 5. Giỏi làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quỹ từ thiện và bảo trợ xã hội Trăng Khuyết. Nhiệm vụ hàng ngày là quản lý, trông coi, chăm sóc các cụ già hiện đang cư trú tại nhà trọ trên đường Hào Huy Giáp, phường Thạnh Lộc. Nơi này có khoảng 14 cụ neo đơn, cơ nhỡ, không có nơi sinh sống. Trong quá trình chăm sóc, Giỏi đã đánh đập, chửi bới cụ T 85 tuổi như trong các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội. Khoảng 2 giờ 55 phút sáng ngày 26 tháng 5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhận được tin báo cháy căn nhà trong hẻm đường Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Cảnh sát khống chế đám cháy vào khoảng 3 giờ 13 phút và dập tắt hoàn toàn sau đó. Vụ cháy khiến một người tử vong là ông TCC 65 tuổi và khiến một người bị bỏng. Nạn nhân bị bỏng được đưa vào bệnh viện 175 cấp cứu. Hiện nguyên nhân đang được điều tra. Thời gian gần đây, tình trạng sạt lở ven bờ sông Vàm Cỏ Tây thuộc xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, Long An đang là mối đe dọa đến cuộc sống và tính mạng, tài sản của người dân nơi đây. Chiều ngày 25 tháng 5, tại điểm sạt lở đã được đặt biển báo khu vực sạt lở nguy hiểm, có 4 công nhân của Chi cục Phát triển Nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An đang tiến hành khoan lấy mẫu đất tại khu vực sạt lở. Việc lấy mẫu thăm dò này để đo độ lún của đất. Trước đó vào ngày 9 tháng 5 và ngày 18 tháng 5, xảy ra hai vụ sạt lở với chiều dài trên 50 mét, sạt hố sâu từ 5 đến 6 mét, chiều rộng sạt lở khoảng 8 mét, tính từ mép bờ sông hiện trạng vào trong bờ, ước kinh phí thiệt hại khoảng 1,1 tỷ đồng. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng, hấp dẫn, vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email nonghomnay@phapluottp.vn. Tiếp theo đây, mời quý vị đến với chuyên mục nhận định. Kính thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định sửa đổi nhiệm vụ quyền hạn thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn. Theo đó, cho phép chủ tịch quận được quyết định dự án công mức dưới 120 tỷ đồng nhằm gỡ khó về vốn cho các công trình giao thông, y tế, giáo dục ở địa bàn. Đây cũng được coi là động thái của chính quyền thành phố nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm 2023 rất thấp. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài, giảng viên trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh xung quanh quyết định này. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông, thì để đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công thì mới đây Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định cho phép chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận huyện được quyết định việc đầu tư các cái dự án thuộc nhóm C, tức là những dự án có vốn đầu tư từ dưới 45 tỷ đồng đến dưới 120 tỷ đồng. Ngoài ra thì cũng cho phép các quận huyện được quyết định các cái thủ tục về đầu tư. Vậy thì ông nhận định như thế nào về cái quyết định này của thành phố? Liệu nó có giúp đẩy nhanh hơn cái tốc độ giải ngân vốn đầu tư công vào thời điểm hiện nay không?
Tôi thấy rằng là lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã rất là kịp thời khi mà giao quyền cho các địa phương, tức là các quận huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh được quyền coi như là chủ đầu tư của các cái dự án thuộc nhóm C, tức là các cái dự án mà dưới 120 tỷ đổ xuống. Thì cái điều này nó đúng với cái tiếp cận mà thành phố Hồ Chí Minh đang đề xuất với chính phủ, và chính phủ đang đề xuất với Quốc hội trong cái gọi là tạo ra một cái nghị quyết đặc thù, tạo ra một cơ chế vượt trội cho thành phố Hồ Chí Minh, tức là cái tiếp cận là cái tiếp cận giao quyền chủ động hơn cho địa phương. Thì lãnh đạo thành phố nhìn ra được cái tiếp cận đó và triển khai cho các cái quận huyện thuộc thành phố, tức là giao quyền nhiều hơn cho các quận huyện. Và như vậy thì khi mà các quận huyện được giao quyền là chủ đầu tư các cái dự án đầu tư công mà thuộc nhóm C đó, thì nó mang tính là cái bao quát khá rộng trong phạm vi của toàn thành phố. Cái ưu điểm thứ nhất đó là các cái dự án này là các dự án liên quan đến cơ sở hạ tầng xã hội, ví dụ trường học, bệnh viện, các cái dự án liên quan đến chỉnh trang đô thị. Thì những cái dự án này đó thì các cái lãnh đạo các quận huyện thì họ sẽ nắm chắc hơn, nắm rõ hơn, và nếu mà trao quyền cho họ thì họ sẽ chủ động hơn. Nhưng mà cái trao quyền này thì cũng là cái trao trách nhiệm cho lãnh đạo các quận huyện trong việc triển khai dự án nhóm C theo luật đầu tư công 2019. Như vậy là vừa trao quyền và đồng thời là trách nhiệm của lãnh đạo quận huyện là coi như là được thành phố ủy quyền, là có trách nhiệm là coi như là đứng ra làm chủ đầu tư cái dự án nhóm C, và như vậy chịu trách nhiệm đối với thành phố khi mà triển khai cái luật đầu tư công. Để nói vào thứ hai đó là có khá nhiều dự án nhóm C, và thành phố Hồ Chí Minh có rất là nhiều quận huyện có những cái dự án nhóm C, và như vậy chúng ta cộng lại thì nó sẽ tạo ra một cái việc mà triển khai dự án nhóm C ở cấp quận huyện tổng hợp lại thì nó sẽ thúc đẩy cái giải ngân đầu tư công kèm theo các cái dự án nhóm A và nhóm B mà ở cấp thành phố sẽ phải triển khai. Thì đây là một cái tạo ra một cái gọi là cái tính chủ động cao, và cái tính chủ động này nó vừa thay đổi cái bộ mặt của các quận huyện và đồng thời nó vừa tiếp sức cho cái việc là nâng cao cái tốc độ giải ngân đầu tư công. Như ông có đề cập là cái quyết định này thì nó phân quyền cho các chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện, và đồng thời nó cũng đi kèm với trách nhiệm. Vậy thì chúng ta có lo rằng là cái việc mà đi kèm với trách nhiệm này nó sẽ làm cho người đứng đầu của các quận huyện nao núng trong việc quyết định các dự án đầu tư hay không ạ? Tức là thành phố Hồ Chí Minh có nhiều quận huyện, và nếu như mà tất cả đều làm, nó sẽ có những kịch bản là tất cả đều làm, đều triển khai theo cái tinh thần là quận huyện được triển khai dự án nhóm C nhưng mà vẫn chịu trách nhiệm là theo cái luật đầu tư công năm 2019. Và sẽ có kịch bản thứ hai là có một số quận huyện sẽ thực hiện tốt và một số quận huyện sẽ thực hiện chậm. Thì như vậy là những cái quận huyện mà thực hiện chậm thì họ nhìn cái quận huyện mà thực hiện tốt thì họ sẽ cũng phải theo. Thì chúng ta thấy là đây là một cái không gian được một cái tiếp cận là được giao quyền. Thì họ phải nhận cái quyền đó, và khi mà nhận quyền đó thì họ đồng thời phải có trách nhiệm cho cái việc thực hiện cái quyền đó. Một lần nữa rất cảm ơn ông đã tham gia chương trình với Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Thưa quý vị, thời lượng dành cho chuyên mục Nhận định đến đây cũng đã hết. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Ý kiến bạn đọc. Uống Dr. Thanh, thanh lọc cơ thể tươi mát mỗi ngày. Cay nóng quá. Nóng trong người. Uống ngay trà Dr. Thanh, giữ lại 9 loại thảo mộc tự nhiên giúp thanh lọc cơ thể tươi mát mỗi ngày. Luôn tươi mát mà không lo nóng trong người. Trà thanh nhiệt Dr. Thanh, thanh lọc cơ thể tươi mát mỗi ngày. Kính thưa quý vị, vừa qua Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nhận được nhiều đơn thư của bạn đọc phản ánh về nhiều vấn đề trong đời sống. Trong chuyên mục Ý kiến bạn đọc ngày hôm nay, xin được điểm qua một số nội dung phản ánh mới nhất. Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin của bạn đọc đến phản ánh trực tiếp tại trụ sở Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
Bạn đọc Nguyễn Trọng Cảnh, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh cho biết tháng 6 năm 2021, vợ ông ở Bình Thuận có cầm cố cà vẹt xe ở công ty cho vay tài chính với số tiền 35 triệu đồng. Hợp đồng cầm cố có thời hạn 18 tháng. Do vợ ông tin lời tư vấn của nhân viên, mỗi tháng chỉ đóng tiền lãi chứ không đóng tiền gốc. Đến nay gần 24 tháng, vợ ông đã thanh toán 12 triệu đồng tiền lãi. Khi liên hệ để thanh lý hợp đồng, thì công ty thông báo tổng số tiền còn lại phải đóng là 48 triệu đồng, bao gồm tiền gốc và tiền phạt chậm trả. Ông Cảnh thắc mắc công ty tính tiền phạt như vậy có đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, chúng tôi có tiếp nhận đơn thư phản ánh của công ty cổ phần Đại Hoàng Thủy, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện công ty này cho biết bị một ngân hàng ép mua bảo hiểm theo chỉ định, nếu không mua thì không được cấp bản sao đăng ký xe, làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Trong quá trình thực hiện hợp đồng thì xảy ra 4 vụ tai nạn nhưng không được công ty bảo hiểm bồi thường. Khi nhận thông tin phản ánh, chúng tôi đã kịp thời chuyển phóng viên tìm hiểu hoặc chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và trả lời sớm nhất cho quý bạn đọc. Thưa quý vị, chương trình nóng hôm nay ngày 27 tháng 5 năm 2023 của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh xin được tạm dừng tại đây. Chương trình được phát vào lúc 8 giờ mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên plo.vn, đồng thời phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng trà Thanh Nhiệt Dr. Thanh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.